Chào các em học sinh khối 8. Ở tuần 11, bài 8, các em đã học bài áp suất chất lỏng. Các em đã biết chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, lên thành bình và các vật ở trong lòng nó. Chất lỏng gây ra áp suất khác với áp suất của chất rắn gây ra. Công thức tính áp suất chất lỏng P bằng D nhân H, trong đó P là áp suất chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét vuông hoặc Pascal. D là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối. H là độ sâu, tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng của chất lỏng, đơn vị là mét. Nhìn vào công thức, các em đã biết áp suất P chỉ phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là trọng lượng riêng của chất lỏng và độ sâu của cột chất lỏng. Áp suất chất lỏng không phụ thuộc vào lượng chất lỏng nhiều ít và cũng không phụ thuộc vào hình dạng của bình chứa. Áp suất chất lỏng tạo ra một đặc điểm lý thú và nhiều ứng dụng trong cuộc sống khi chất lỏng được chứa trong bình thông nhau. Các em sẽ đi tìm hiểu bài 8 phần tiếp theo trong tiết 12. Phần 1 lâm mã, bình thông nhau. Một ứng dụng quan trọng của áp suất chất lỏng trong công nghệ và cuộc sống là máy thủy lực. Các em sẽ đi tìm hiểu ở phần 2 lâm mã. Đây là hình ảnh lavabo mà ở gia đình nào cũng có. Các em thấy ống thoát nước phía dưới các lavabo thường có một đoạn ống hình chữ U. Vậy chúng ta đặt câu hỏi tại sao họ không làm thẳng mà họ lại uốn cong hình chữ U? Các em có biết tác dụng của đoạn ống này là gì không? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta đi vào. Một lâm mã, bình thông nhau. Các em quan sát hình 1, hình 2, hình 3. Các em thấy bình thông nhau là bình gồm hai hoặc nhiều nhánh có hình dạng bất kỳ. Các nhánh không nhất thiết phải có tiết diện bằng nhau. Phần miệng thông với không khí, phần đáy được nối thông với nhau. Từ đó, chúng ta có định nghĩa về bình thông nhau như sau. Bình thông nhau là loại bình có hai hoặc nhiều nhánh được nối thông đáy với nhau. Đây là một số ví dụ về bình thông nhau trong thực tế. Ấm nấu nước, ấm pha trà, bình tưới cây. Đây là bình thông nhau gồm có hai nhánh. Còn đây là hệ thống cung cấp nước sạch, là một hệ thống bình thông nhau gồm có nhiều nhánh. Hoặc hệ thống nước thải cũng là một hệ thống của bình thông nhau. Để tìm hiểu xem bình thông nhau có đặc điểm gì, các em hãy đi trả lời câu hỏi C5. Đổ nước vào hai nhánh của bình thông nhau như hình 8.6. Giả sử nước ở ba trạng thái như ở hình A, hình B và hình C. Dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng, hãy so sánh áp suất PA và PB ở hai nhánh A và nhánh B. Các em đã biết công thức tính áp suất chất lỏng P bằng D nhân H. Áp dụng cho nhánh A thì áp suất tác dụng lên đáy cột nước ở nhánh A sẽ là PA bằng D nhân HA. Tương tự vậy, áp suất tác dụng lên đáy cột nước ở nhánh B sẽ là PB bằng D nhân HB. Mà cùng một chất lỏng thì cùng trọng lượng riêng D là như nhau. Đối với hình A, HA lớn hơn HB thì áp suất của nhánh A sẽ lớn hơn áp suất bên nhánh B, PA lớn hơn PB. Đối với hình B, do HA nhỏ hơn HB, nên PA nhỏ hơn PB. Còn hình C, ta nhận thấy HA bằng HB, từ đó ta suy ra PA bằng PB. Sau khi các em đã so sánh được áp suất nhánh A và nhánh B ở 3 trường hợp A, B, C, các em hãy dự đoán tiếp xem là nếu nước trong bình đã đứng yên thì mực nước sẽ ở trạng thái nào trong ba cái trạng thái A, B và C. Ta phân tích. Đối với hình A, PA lớn hơn PB sẽ đẩy nước chuyển động từ A sang B bởi vì chất lỏng luôn luôn chảy từ nơi có áp suất cao về nơi có áp suất thấp. Đối với hình B, do PA nhỏ hơn PB, cho nên
nước sẽ chảy từ nhánh B sang nhánh A. Còn đối với hình C, do áp suất PA bằng PB nên nước đứng yên, không chảy. Vậy, ta dự đoán nếu nước trong bình đã đứng yên thì mực nước sẽ ở trạng thái như hình C. Điều này các em có thể làm thí nghiệm tại nhà. Các em làm một cái bình thông nhau đơn giản. Sau đó em đổ nước vào và chờ khi nước đứng yên thì ta sẽ thấy mực nước ở hai nhánh sẽ cao ngang bằng nhau, HA sẽ bằng HB. Sau khi các em đã dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra ở nhà, các em hãy điền từ thích hợp vào trong kết luận. Ta nhận thấy trong bình thông nhau, nếu chứa cùng một chất lỏng mà chất lỏng đó đứng yên, thì các mặt thoáng chất lỏng ở các nhánh khác nhau luôn luôn ở cùng một độ cao. Đây chính là đặc điểm của bình thông nhau, hay còn gọi là nguyên tắc của bình thông nhau. Nếu trong bình thông nhau chứa các chất lỏng khác nhau thì sao? Ví dụ, một nhánh chứa dầu, một nhánh chứa nước, thì mực chất lỏng sẽ không ngang bằng nhau. Ta có chú ý sao? Trong bình thông nhau chứa các chất lỏng khác nhau mà đứng yên, các mặt thoáng chất lỏng ở các nhánh sẽ khác nhau về độ cao. Tại sao vậy? Lý do như sau. Khi chất lỏng đã đứng yên thì PA bằng PB, áp suất hai nhánh sẽ bằng nhau. Mà PA thì bằng DA nhân HA, PB thì bằng DB nhân HB. Nếu DA nhỏ hơn DB có nghĩa là trọng lượng riêng của chất lỏng bên nhánh A nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng bên nhánh B thì HA sẽ lớn hơn HB và ngược lại. Ví dụ, nhánh A chứa dầu thì trọng lượng riêng của dầu sẽ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước chứa bên nhánh B. Cho nên, độ cao của cột dầu HA sẽ lớn hơn độ cao của cột nước là HB. Các em hãy giải thích câu C8. Trong hai ấm vẽ ở hình 8.7, ấm nào đựng được nhiều nước hơn? Vì sao? Ta nhận thấy ấm có vòi cao hơn thì đựng được nhiều nước hơn. Đó là ấm ở hình A. Vì vòi và ấm là hai nhánh của bình thông nhau, nên mực nước trong ấm luôn luôn ở cùng một độ cao với mực nước bên vòi. Vậy vòi cao hơn thì mực nước bên ấm cũng cao hơn. Vì vậy, ấm có vòi cao hơn thì chứa được nhiều nước hơn. C9, hình 8.8, vẽ một bình kín A có gắn thiết bị B để biết mực chất lỏng chứa trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt, thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị B này. Các em quan sát hình 8.8, biết ngay đây là một bình thông nhau. Vì vậy, để biết mực chất lỏng trong bình A là bình không trong suốt, người ta sẽ nhìn vào mực chất lỏng trong thiết bị trong suốt B. Dựa vào nguyên tắc bình thông nhau, mực chất lỏng trong bình A luôn cao bằng mực chất lỏng trong thiết bị trong suốt B. Vì vậy, thiết bị B này gọi là ống đo mực chất lỏng. Dựa vào đặc điểm của bình thông nhau, chúng ta đi giải thích một vài ứng dụng của bình thông nhau trong thực tế. Ống thoát nước phía dưới các lavabo thường có một đoạn ống hình chữ U. Các em có biết tác dụng của đoạn ống này không? Khi nước trong lavabo chảy đi theo đường ống thoát, trong ống luôn còn lại một cột nước hình chữ U. Theo nguyên tắc của bình thông nhau, nước ở hai nhánh cao bằng nhau. Cột nước này đóng vai trò như một cái nút ngăn mùi hôi. Nếu không có cột nước này, mùi hôi từ đường cống sẽ theo đường ống thoát nước lên đến lavabo, gây khó chịu cho người sử dụng. Một ứng dụng quan trọng của áp suất chất lỏng trong công nghệ
và cuộc sống là máy thủy lực. Có cách nào chỉ cần dùng lực của cánh tay mà nâng được chiếc xe ô tô này lên được không? Các em quan sát, đây chính là máy thủy lực. Vậy máy thủy lực có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động như thế nào? 25 mã máy thủy lực, một nhỏ cấu tạo. Đây là hình vẽ đơn giản về máy thủy lực. Bộ phận chính của nó gồm hai ống hình trụ, một ống nhỏ, một ống lớn. Ống nhỏ gọi là xi lanh nhỏ. Ống hình trụ lớn gọi là xi lanh lớn. Mỗi xi lanh đều được đậy kín bằng các piston. Bên xi lanh nhỏ thì được đậy kín bằng piston có tiết diện là S nhỏ. Piston có tiết diện là S lớn được đậy kín bên xi lanh lớn. Hai ống hình trụ này được nối thông đáy với nhau. Bên trong thường chứa chất lỏng, đó là dầu. Vậy cấu tạo của máy thủy lực, đó là bộ phận chính gồm hai xi lanh, một to một nhỏ, có tiết diện S lớn và S nhỏ khác nhau, nối thông đáy với nhau, trong có chứa đầy chất lỏng, mỗi nhánh được đậy kín bằng một piston. Hai nhỏ, nguyên tắc hoạt động. Máy thủy lực hoạt động dựa theo nguyên lý Pascal, đó là chất lỏng chứa đầy một bình kín có khả năng truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất đến mọi nơi của chất lỏng. Ví dụ, bên xi lanh nhỏ gây ra một áp suất là PA. Áp suất này có giá trị bằng bao nhiêu sẽ được chất lỏng truyền nguyên vẹn cái giá trị đó sang bên xi lanh lớn. Bên xi lanh lớn sẽ nhận một áp suất là PB sẽ bằng PA. Cô giảng lại phần nguyên tắc hoạt động của máy thủy lực để các em rõ. Các em quan sát hình ảnh về máy thủy lực kết hợp với lời giảng của cô. Chú ý, bên piston A, ta tác dụng một lực ép lên piston nhỏ có diện tích là S nhỏ, thì lực này sẽ gây ra một áp suất tính theo công thức P bằng áp lực ép nhỏ chia cho diện tích bị ép là S nhỏ. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn sang bên piston lớn, đó là piston B. Bên piston B này nhận một áp suất sẽ gây ra một áp lực nâng piston lớn lên. Từ đó, ta đi xây dựng công thức của máy thủy lực. Ta đã biết bên piston lớn B sẽ nhận một áp suất từ bên A chuyển sang, ta có PB bằng PA. Mà PA thì bằng F nhỏ chia cho S nhỏ. Bên PB thì bằng F lớn chia cho S lớn. Hai áp suất này bằng nhau nên ta có dấu bằng ở chính giữa. Đến đây, ta sử dụng áp dụng cái kiến thức của môn toán. Ta đổi chỗ của hai đại lượng F nhỏ và S lớn. Đưa F nhỏ xuống phía dưới và đưa diện tích bị ép S lớn lên trên. Ta sẽ suy ra được F lớn chia cho F nhỏ bằng diện tích của piston lớn là S lớn chia cho diện tích của piston nhỏ, đó là S nhỏ. Đây chính là công thức của máy thủy lực. Trong công thức này, ta hiểu các đại lượng trong công thức như sau. F lớn là lực tác dụng lên piston lớn, đơn vị là Newton. F nhỏ là lực tác dụng lên piston nhỏ, đơn vị cũng là Newton. S lớn là diện tích piston lớn, có thể là cm vuông hoặc là mét vuông. S nhỏ là diện tích của piston nhỏ là cm vuông hoặc cũng có thể là mét vuông, miễn là các em để cùng đơn vị. Công thức của máy thủy lực, F lớn chia cho F nhỏ bằng S lớn chia cho S nhỏ. Từ công thức này cho ta biết điều gì? Các em thấy, nếu như S lớn hơn S nhỏ bao nhiêu lần thì F lớn sẽ lớn hơn F nhỏ bấy nhiêu lần. Vậy, piston lớn có diện tích lớn hơn piston nhỏ bao nhiêu lần thì lực nâng F lớn hơn lực F nhỏ bấy nhiêu lần.
Vậy công dụng của máy nén thể lực là dùng một lực nhỏ để nâng một vật có khối lượng lớn lên cao. Cô giới thiệu với các em một số máy thể lực trong đời sống hàng ngày, đó là máy ép thể lực, máy cắt thể lực và máy ép nhựa thể lực. Cô giới thiệu với các em, đây chính là máy nâng thể lực. Thường ở trong các nhà máy sản xuất xe máy, ô tô hoặc những nơi sửa chữa xe máy hoặc ô tô phải có cái máy nâng thể lực giúp con người nâng những vật rất là nặng lên cao. Vận dụng công thức của máy thể lực, các em đi làm câu C10. Người ta dùng một lực 1.000 Newton để nâng một vật nặng 50.000 Newton bằng một máy thủy lực. Hỏi diện tích của piston lớn và piston nhỏ của máy thủy lực này có đặc điểm gì? Trước tiên, các em cũng phải nên ghi tóm tắt. Nhớ là bên piston nhỏ thì ghi lực tác dụng là chữ F nhỏ và diện tích bị ép là chữ S nhỏ. Bên piston lớn thì ghi lực tác dụng là chữ F lớn và diện tích bị ép là chữ S lớn. Vậy khi đọc câu C10 lên, ta thấy dùng một lực 1.000 Newton để nâng một vật nặng 50.000 Newton. Vậy ở đây F nhỏ là 1.000 Newton, còn F lớn là 50.000 Newton. Hỏi diện tích của piston lớn và piston nhỏ có đặc điểm gì? Có nghĩa là hỏi cái tỷ lệ S lớn trên S nhỏ bằng bao nhiêu? Áp dụng công thức của máy thủy lực, ta có S lớn trên S nhỏ bằng F lớn trên F nhỏ. Thay số vào 50.000 chia cho 1.000 và kết quả bằng 50 lần. Từ đó, ta biết được, vậy piston lớn phải có diện tích lớn gấp 50 lần diện tích của piston nhỏ. Các em làm thêm bài tập sau. Một ô tô có trọng lượng là P bằng 20.000 Newton. Câu A, nếu nâng ô tô lên trực tiếp thì cần một lực ép có độ lớn tối thiểu là bao nhiêu? Câu B, trong thực tế, người ta dùng máy nâng thủy lực để nâng ô tô lên. Biết piston nhỏ có diện tích S nhỏ bằng 0,03 m². Piston lớn có diện tích S lớn bằng 3 m². Hãy tính lực ép nhỏ tối thiểu mà người đó tác dụng vào máy nâng thủy lực để nâng ô tô lên. Trước khi làm bài, các em nên ghi tóm tắt đầu bài để tránh nhầm lẫn. Trọng lượng của ô tô ghi P bằng 20.000 Newton. Diện tích bên piston lớn ghi S lớn bằng 3 m². Diện tích bên piston nhỏ ghi S nhỏ bằng 0,03 m². Câu A hỏi lực nâng trực tiếp thì là hỏi lực ép lớn bằng bao nhiêu. Câu B hỏi lực nén xuống ép nhỏ bên piston nhỏ là lực nén xuống ép nhỏ bằng bao nhiêu. Ở lớp 6, các em đã biết muốn nâng một vật theo phương thẳng đứng, nâng trực tiếp vật đó lên theo phương thẳng đứng, thì ta cần tác dụng một lực tối thiểu bằng trọng lượng của vật. Vậy, muốn nâng trực tiếp ô tô lên, thì ta cần một lực ép bằng với trọng lượng của ô tô và bằng 20.000 Newton. Đây là một lực rất lớn. Vì vậy, trong thực tế, người ta sử dụng sự trợ giúp của máy thủy lực để chỉ cần tác dụng một lực nhỏ qua máy thủy lực đã sinh ra một lực lớn để nâng được ô tô lên. Làm câu B thì các em phải áp dụng công thức của máy thủy lực F lớn chia cho F nhỏ bằng S lớn chia cho S nhỏ. Ở đây có 3 đại lượng ta biết, đó là F lớn và S lớn và S nhỏ. Thay số vào công thức, ta sẽ có 20.000 chia cho F nhỏ bằng 3 chia cho 0,03. Sử dụng kiến thức của toán học, tính lực F nhỏ, ta suy ra bằng cách
nhân chéo, chia ngang. Ta lấy 20.000 nhân 0,03 chia cho 3 và bằng 200 newton. Vậy lực tối thiểu F nhỏ bằng 200 newton. Vậy trả lời, chỉ cần tác dụng một lực tối thiểu là 200 newton để nâng ô tô rất nặng lên cao. Qua đó các em thấy máy thủy lực có tác dụng biến một lực nhỏ thành một lực lớn, trợ giúp cho công việc của con người rất nhiều. Cô hướng dẫn các em học ở nhà. Hãy chép bài, học bài, làm bài tập trong file Word. Làm thêm bài tập 8.2, 8.11, 8.13 và 8.14 trong sách bài tập. Cuối bài học ngày hôm nay cũng có 10 câu hỏi chúng ta sẽ làm trong lớp học kết nối. Tuần tới, các em chuẩn bị bài áp suất khí quyển. Bài học tập 12 đến đây là hết. Thân mến, chào các em. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại.